Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866 Happy Too Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn.com Chúng tôi đang đề cập đến nỗ lực trong đó các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Ả Rập Saudi, South Africa, Brazil, Ấn Độ và ngày hôm nay có thêm Iran. Iran vừa đồng ý với phía Putin, cái chuyện này ai cũng biết là từ xưa tới giờ Nga với Iran và Trung Quốc đã hợp tác với nhau, đặc biệt là kể từ cuộc chiến Ukraine, Nga thiếu hụt vũ khí nhờ Iran bán. Bây giờ đó, cái vấn đề đầu tiên trao đổi đó không phải là Iran bán cho Nga vũ khí rồi lấy đồng, đồng tiền rupee được hoặc đồng rup được. Họ cũng không trao đổi đồng đô la được, họ muốn từ bỏ đồng đô la nữa. Cho nên bây giờ hoán đổi nhau. Thí dụ như là một cây súng là 100 kg gạo. Thì bây giờ chúng ta trao đổi đầu tiên với nhau bằng cái con đường đó. Hoặc là chương mục của chúng ta sử dụng đồng tiền và dựa trên mức trao đổi. Hiện nay đó, thí dụ một đồng rupee bằng 10 đồng Iran. Rồi dựa trên đó hai quốc gia trao đổi với nhau. Cái câu hỏi đặt ra đó thưa quý vị mặc dầu nỗ lực này có đó, nhưng mà cho đến giờ phút này vào cách đây vài tháng đó cái cái tổ chức BRICS này cũng đã họp lại rồi nhưng mà rồi họp xong rồi không có một cái gì nó kết quả hết. Cái vấn đề chính đó lấy đồng tiền gì đại diện cho BRICS. Liên hiệp châu Âu họ mạnh bởi vì họ có hơn 400 triệu dân và chiếm giữ cái lượng tổng sản lượng kinh tế toàn cầu rất là cao. Và vì thế họ có đồng euro. Mà đối với Mỹ, châu Âu là đồng minh thân cận rồi, cho nên đồng euro No problem. À, nước Anh hiện nay cái đồng pound rất là mạnh. Nước Úc cũng có tiền tệ riêng, Canada cũng có đồng riêng nữa. Nhưng mà việc trao đổi trên toàn cầu đến giờ phút này vẫn là đô la. Thậm chí họ không trao đổi bằng đồng euro, họ không trao đổi bằng đồng pound, chỉ có đô la mà thôi. Và cái hệ thống ngân hàng toàn cầu trong đó IMF quỹ tiền tệ quốc tế World Bank, Ngân hàng Trung ương vẫn là đồng đô la. Câu hỏi đặt ra là hiện nay các quốc gia này đồng ý ngồi lại với nhau để hủy bỏ đồng đô la. Và cái tiến trình này được các chuyên gia họ xem đang tăng tốc. Và nếu thành công, vấn đề chính ở đây là nếu thành công thì sẽ gây ảnh hưởng từ từ, từ từ, từ từ, từ, từ đối với đồng đô la. Một khi họ tìm được tiền tệ chung. Đến giờ phút này, đã các quốc gia trong khối BRICS, họ đang chống nhau bởi vì anh Trung Quốc, anh nói, kinh tế của tôi đứng hàng thứ nhì trên thế giới, các anh phải sử dụng đồng nhân dân tệ của tôi. Ả Rập sao đi nó no way. <laughs> không, chứ tôi, người dân trong nước không biết đồng nhân dân tệ. Nhìn thấy mặt mau trận đông là chán rồi. Thì bây giờ làm sao? Các quốc gia này sẽ phải đẻ ra một tiền tệ chung thí dụ tiền brics ai xài tiền brics chỉ có mấy quốc gia này xài với nhau thôi tiền brics không có nghĩa đối với châu âu không có nghĩa với anh mỹ các anh các anh muốn mượn tiền á các quốc gia nói nói gì thì nói vẫn cần cái tiền mượn để trao đổi tiền mượn đó bây giờ là đồng đô la chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến cái vấn đề này gọi là một là hủy bỏ và biến thành cái việc mà tìm kiếm một tiền tệ chung liệu rằng có thành công hay không mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế vào tuần tới quý vị nha và thưa quý vị, với việc vào đầu năm mới đó 2024 thì ở riêng tại California và một số tiểu bang nữa, cái mức lương trung bình sẽ tăng và riêng ở California là ít nhất là bây giờ là phải 16 đồng, nhưng mà có hai ngành đó là ngành nhân viên làm cho fast food với lại nhân viên y tế đó, healthcare là họ giờ sẽ, sẽ được nhận cái mức lương cao hơn hẳn. À, làm việc trong ngành fast food là bây giờ đó là phải 20 đồng một giờ bắt đầu tháng 4 năm tới rồi. Còn nhân viên ngành y tế thì là ít nhất là 18 đồng hoặc là 21 hoặc là 23 đồng một giờ à, cũng bắt đầu vào tháng 6, tháng 5, tháng 6 năm tới à, tùy theo cái CD của cái bệnh viện đó ở đâu thì ngay lập tức với cái chuyện mà mức lương tăng ở California mà tăng như vậy là coi như gần 30% đó thì một loạt những cái công ty lớn mà bây giờ không riêng ở California mà 22 tiểu bang khác à, cho thấy là các ông CEO ở đây bắt đầu chuẩn bị có cái kế hoạch sa thải hàng loạt đây là một cái cách mà không có ai mong muốn cả các giới chuyên gia đó họ dự báo là bắt đầu từ 3 đến 6 tháng tới sẽ có hàng chục ngàn người bị mất việc vì cái chuyện mà lương căn bản nó tăng như thế này à, vào ngày cách đây hai hôm thì Pizza Hut là công ty đầu tiên tuyên bố sa thải 1.200 nhân viên thưa quý vị. Tại vì bây giờ đó vào năm mới Pizza Hut phải trả là 20 đồng cho một người, thì họ sa thải hầu hết là các người mà lái xe à, giao pizza, rồi một số người sẽ là nhân viên mà làm việc uh, lấy order hay là làm ở trong uh, nhà bếp đó thì bây giờ cắt đi hẳn rồi uh, vào sáng ngày hôm nay thì uh, mcdonald's cho biết là đầu tiên họ sẽ tăng giá thức ăn tất cả các món ăn ở trên menu mà họ có đó sẽ tăng thêm 10%. Uh, oh. nếu mà họ nói là tăng mà không thấy có giống như là có lời đủ đó thì họ sẽ tăng sa thải thưa quý vị Tăng dữ quá thì thì không ai chịu nổi nhưng mà sẽ là đến cái chuyện mà bị sa thải rồi thì nhìn chung là đa số các công ty họ chưa nhắm đến cái chuyện sa thải nhưng mà họ sẽ tăng giá thức ăn thì à. người tiêu dùng sẽ gánh chịu hết cho một loạt những cái việc này thì với cái chuyện mà chưa gì thấy là hai ba ngành được tăng mức lương tối thiểu thì bây giờ cho thấy là có thêm một vài nhân viên ở những cái ngành khác họ cũng đòi tăng nữa đầu tiên là nhân viên làm việc cho ngành du lịch Thưa quý vị à, bây giờ họ đang vận động với các giống như là chính trị gia địa phương họ muốn đến năm hai 2026 phải được trả ít nhất là 25 đồng một giờ. À, rồi còn những nhân viên làm việc cho phi trường đó thưa quý vị, thì bây giờ cái mức lương trung bình của một người làm việc ở đây trong vòng 6 năm qua đó nó không có tăng. Trung bình người nhân viên làm việc ở phi trường nhận được khoảng 18 đồng. Thì bây giờ họ muốn là đến 2025 họ phải được trả ít nhất là 21 đồng một giờ. Thì không biết là cái chuyện này nó sẽ còn tiếp tục kéo dài như thế nào và bà kerry leck ứng viên thống đốc tiểu bang arizona của đảng cộng hòa một người ủng hộ ông trump hết mình thế nhưng bà thích cử trong cuộc bầu cử vừa qua và thua ứng viên của đảng dân chủ và sau đó bà đi theo con đường của ông trump để tuyên bố cuộc bầu cử ở tiểu bang arizona đã bị gian lận Thậm chí bà nêu tên của ông thư ký bầu cử của tiểu bang Arizona đã cố tình kiểm phiếu sai trái. Hậu quả đó là ông thư ký này và cùng với các viên chức bầu cử ở Arizona kiện bà về cái tội phỉ bán. Thưa quý khán thính giả, luật của tối cao pháp viện À, phán quyết của tối cao pháp, à, pháp Quyện đưa ra trước đây liên quan đến về tội phỉ bán đặc biệt với những người có tên tuổi thì cái vấn đề này hiện nay đang khiến cho bà đang gặp một vô vàn khó khăn luôn và tương tự như Rudy Giuliani với phán quyết 148 triệu Mỹ Kim và người ta xem đó là cái tội của bà nhắm vào phỉ bán giới chức bộ kiểm soát bầu cử cũng sẽ đi cùng bởi vì đã có tiền án từ bên phía à, tiểu bang à, Georgia mà khi mà ông Rudy Giuliani à, nói rằng là hai người phụ nữ này đã tìm cách gian lận lá phiếu. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả mời quý vị đến với chúng tôi vào chương trình tổng kết tin tức cuối năm vào sáng ngày mai cà phê sáng và thời sự thế giới vào trang nhà Little com theo dõi phần live stream và nếu vào YouTube mong quý vị nhấn một nút like nút subscribe quý vị nhé chiều nay trở lại với chúng tôi với tin tức nổi bật lúc 5 giờ chiều với Đinh Quang Anh Thái kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai